Hello, nha. Mình là Nhật Audio. Trong video hôm nay thì sẽ mang đến cho anh em mà một cục đẩy ở một mức giá phải nói là siêu rẻ đấy mà. Nhưng mà con này cho ra khả năng mà có thể âm thanh nó phải nói là cực kỳ hay. Anh em chơi tốt có những cặp loa 3 tấc, thậm chí là loa 4 tấc thì con này cũng chơi rất là tốt cho anh em. Anh em nghe nhạc hoặc hát karaoke cũng rất là bét được nhà nữa mà. Cho anh em mà tăng volume chỉ ở một mức mà thấp thôi nha anh em, ánh tiếng mà nó là bao mặt luôn cho anh em. Con này sẽ đến từ thương hiệu nội địa của Nhật Bản là Ramsa và trên model là WBH240. Mặt dưới dòng sản phẩm này sẽ bao gồm chúng ta là một nút nguồn nha anh em và hai cái nút để điều chỉnh là volume ở hai channel, channel A và channel B nha anh em. Con này là hàng mà nhiều vừa ở bờ thôi nhưng mà và hình thức cũng còn siêu mới đẹp keng tầm trên 90% nha anh em. Đây con này anh em thấy là mặt bên sản phẩm này em sẽ nhìn thấy được cái bảng mạch ở phía trong nha anh em, cũng còn xanh rè xanh rác rất là mới đẹp keng nha anh em ạ. Còn về mặt sau dòng sản phẩm này thì đầu tiên là anh em sẽ thấy là sản phẩm này sẽ trang bị ra một cái quạt tín hiệu size nhỏ nha anh em và độ ồn nó phải rất là cực kỳ thấp. Và cái quạt này thì nó làm nhiệm vụ và làm mát con sò ngay tại vị trí này luôn nha anh em, ở bên trong. Còn bên đây anh em sẽ thấy là cái cổng để mà anh em bấy tín hiệu nghe nhạc cho anh em. Anh em có thể mà chơi qua chất Canon, anh em chơi qua chất chuyển từ 6 ly ra bông sen. Anh em mua mình tặng luôn cho anh em hai cái đồ chất chuyển từ 6 ly ra bông sen nha anh em. Còn bên cạnh là các chặt loa của dòng sản phẩm mình nha anh em. Rồi anh em phải mà kết nối loa vào chơi phải rất là tốt anh em ạ. Còn bên dưới là cái mối chức năng chơi stereo hoặc anh em chơi mono. Còn bên đây là anh em phải mà chỉnh ở cái mức tần số khác nhau nha anh em. Cái này cũng là cực kỳ là nhiều chế độ để mà anh em ăn chơi và nó chỉnh riêng biệt cho từng channel nha anh em. Còn bên đây là tên của dòng sản phẩm này. Đây, Ramsa là thương hiệu con của Panasonic. Tên model WBH240. Con này là điện 100V nha anh em. Công suất của nó là 420W nhưng mà công suất của nó là kinh khủng khiếp, giúp cho anh em phải mà chơi tốt được với rất là nhiều cặp loa trên thị trường hiện nay. Còn về nội thất ở bên trong của Ramsa WBH240 thì vẫn còn siêu mới, siêu đẹp nha anh em. Con này sẽ trang bị ta một tăng phô rất là lớn, chạy 4 tụ lọc nguồn. Và ở cạnh bên của nó thì anh em sẽ thấy là nó sẽ trang bị ta một cái nhung tản nhiệt rất là lớn nha anh em. Và anh em thấy là có cái quạt gió nó sẽ làm ngồi trực tiếp những con sò bên trong. Con này thì nó chạy rất là nhiều những con sò than lớn nha anh em. Ở dưới bảng mạch anh em à, rất là nhiều con. Và giá thì để lại cho anh em vẫn là siêu tốt, chỉ với 3.500.000 đồng. Bởi nếu anh em muốn mua thì anh em có liên hệ tiếp với mình qua số điện thoại. Còn video đã được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và bây giờ mình sẽ vào nghe bài test chất âm, mời anh em. Mới mở chốt thời nó là rất là lớn các anh ạ. Cho anh còn đứng mãi hay nói một lời.
Nghe vẫn là quá xá đã thế mà. Ngày mình đang chơi với cặp loa full 3 tấc 3 đường tiếng mà đánh tiếng nó ra giải bass, mid và jazz ra phải nói là tuôn xả nha anh em. Chỗ này cũng là một trong những dòng mà phải nói là huyền thoại có hãng thôi, nhưng mà mua ở phân khúc giá chỉ với 3 triệu rưỡi thôi nha anh em. Đây anh em mua anh em có thể liên hệ trực tiếp với mình. Rồi ok, search cảnh đi nha. Mời cảnh em vào những video sau. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.